cô gái xấu trừng mắt nhìn bức ảnh trên máy tính một cách tham lam. Hai con người đảo qua đảo lại không ngừng. Sau khi di chuột vài cái, cô đã chỉnh xong bức ảnh selfie của mình, giống như nữ thần vậy. Dựa vào công nghệ chỉnh sửa ảnh tuyệt vời của mình, Gu Ezin đã trở nên vô cùng hot ở trên mạng, trở thành hot girl mạng sở hữu 770.000 fan. Mỗi lần về đến nhà cô đều kéo rèm lại, ngồi trước gương kẻ lông mày, rồi đeo len, vẽ một đường môi thật đẹp, sau đó đội tóc giả, ngồi lên góc chụp hình đã bố trí sẵn, rồi tạo đủ loại dáng vô cùng tự tin, phóng to mắt, chỉnh cho môi mỏng lại, hóp mặt, chỉnh xong thì đăng lên trên mạng. Chưa đến 10 phút đã nhận được vô số lượt tim, cư dân mạng khen cô là nữ thần hiếm có khó tìm nhất trong 4.000 năm, khiến sự tự ti trong lòng của cô có được sự thỏa mãn vô cùng lớn. Không những vậy, Gu Ezin còn là con cưng của rất nhiều nhà quảng cáo, mỗi ngày nhận quảng cáo đến mỏi cả tay, đồ được tặng chất đầy trong phòng, nhưng khi quay về thực tại, cô chỉ là một cô gái xấu không ai thèm để ý, mặt chay đến nỗi không thể chay thêm được nữa. Cộng thêm với dáng vẻ luộm thuộm, chẳng ai nghĩ cô và hot girl mạng nổi tiếng có liên quan đến nhau. Hoa khôi trong lớp thì lại không hề khiêng nể mà sỉ nhục cô, mỗi ngày đều hỏi Gu Ezin như một con chó, ai là người đẹp nhất trong trường. Dù Gu Ezin có dỗ ngon dỗ ngọt cỡ nào, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ức hiếp. Các bạn nam trong lớp cũng chẳng quan tâm đến điều đó, dù gì trong đầu bọn họ cũng không có chữ anh hùng cứu kẻ xấu xí. Một hôm, Gu Ezin cố định đeo vòng tay do nhãn hàng gửi đến trường, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của Hoa Khôi. Cô ta gỡ vòng tay của Gu Ezin ra mà chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của cô, rồi đeo vào cổ tay mình. Gu Ezin thấy vậy chỉ đành tặng vòng tay cho cô ta. Hoa Khôi nhận được món hời, liền quay về chỗ của mình, rồi đắc ý bảo bạn ngồi cạnh chụp ảnh cho mình, còn Gu Ezin ngồi ở đằng sau thì khẽ nhếch mép cười. Trong trường ngoài Gu Ezin bị cô lập ra, Lee Jin Sung vì quá đẹp trai và đơn độc nên cũng bị tẩy chay. Hai người đơn độc kết bạn với nhau, Lee Jin Sung cũng là người duy nhất đối xử tốt với Gu Ezin, không hề chán ghét ngoại hình của cô, những lúc riêng tư còn chủ động mời Gu Ezin ăn tối. Là một blogger nổi tiếng trên mạng, bị mắc bệnh nghề nghiệp khi nhìn thấy đồ ăn ngon, cô liền lấy điện thoại ra chụp liên tục. Lee Jin Sung thấy vậy liền đề nghị theo dõi lẫn nhau trên mạng xã hội. Gu Ezin vì để giữ kín thân phận nên đã vội vàng từ chối. Cô nói mình chỉ thích chụp ảnh thôi, không chơi mạng xã hội. Nhưng thật ra trong lần ra ngoài này, cô còn có thêm một nhiệm vụ khác. Sau khi tạm biệt Lee Jin Sung, Gu Ezin liền quay về nhà hàng. Cô đội tóc giả lên, lén lén lút lút đi từ nhà vệ sinh ra, rồi nhanh chóng ngồi xuống góc nhìn ngó xung quanh. Sau khi xác định không người quen, cô liền cầm điện thoại bắt đầu chụp ảnh với đủ loại dáng. Về nhà liền ngồi trước máy tính chuyên tâm chỉnh ảnh. Thế là một bức ảnh chụp bên ngoài, chẳng hề liên quan đến mình đã ra đời. Thì ra tất cả những bức ảnh trước đó của Gu Ezin đều là tự chụp trong phòng. Thời gian dài khó tránh khỏi bị cư dân mạng nghi ngờ. Hot girl mạng này có phải đều dùng Photoshop không? Để bản thân không bị nghi ngờ và bị lôi ra ánh sáng, cô liền chạy đến chỗ không ai quen biết, chụp ảnh dập tắt sự nghi ngờ của cư dân mạng. Quả nhiên vừa đăng ảnh bên ngoài trời lên mạng đã bịt miệng được rất nhiều người, còn nhận được vô số lượt tim và bình luận. Không ai nghi ngờ đến vẻ đẹp của cô nữa. Khi cô đang nằm trên giường tận hưởng niềm vui, thì điện thoại bỗng nhận được một đoạn tin nhắn lạ, nói là hôm nay đã nhìn thấy mặt thật của cô. Gu Ezin đọc xong cũng không quan tâm lắm. Hôm nay cô đã che kín như vậy, sao có thể bị phát hiện được chứ? Nào ngờ ngay giây sau, đối phương lại gửi một đoạn video tới quay lại cảnh Gu Ezin tự chụp ảnh sáng nay. Gu Ezin bị dọa sợ ngồi bật dậy. Từ sau khi nhận được tin nhắn nặc danh đó, Gu Ezin vô cùng lo lắng không yên. Lúc đi học cũng không thèm chú ý vào bài mà chỉ chăm chăm nhìn điện thoại. Trong đầu thì suy đoán thân phận và mục đích của kẻ thần bí đó. Đúng lúc này đối phương lại gửi vài tin nhắn nữa đến, khiến Gu Ezin càng thêm bất an. Trùng hợp là Hoa Khôi lại đến gây chuyện, thấy Gu Ezin không thèm để ý đến mình, cô ta liền dùng sức đẩy cô. Lee Jin Sung không chịu được nữa liền đứng dậy đẩy cô ta ra, hậm hực bảo cô ta đừng gây chuyện với mình. Đây là lần đầu tiên Gu Ezin chống lại Hoa Khôi. Hoa Khôi lại quay về dáng vẻ như cũ, giơ tay lên định đánh Gu Ezin. Đúng lúc đó chuông reo lên, thông báo các học sinh đến sân thể dục luyện tập. Trong lúc tập nhưng Gu Ezin vẫn mất tập trung như vậy. Hoa Khôi thì đứng ở đằng sau làm nhảm, tập được một nửa thì lại có tin nhắn. Kẻ thần bí hỏi cô, sao lại lo lắng đến mức chảy đầy mồ hôi như vậy? Gu Ezin ngạc nhiên nhìn xung quanh, chắc chắn người này đang ẩn náu bên cạnh mình, nhưng là ai thì cô vẫn không biết. Cô ngoảnh đầu nhìn ngó xung quanh, xem có đối tượng khả nghi nào không. Nào ngờ đối phương lại nói thẳng tên của cô ra, vì quá sốc nên cô đã ngất luôn tại chỗ. Các bạn học thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Lee Jin Sung chạy như bay tới cõng Gu Ezin chạy về phòng y tế. Gu Ezin tỉnh lại liền cầm điện thoại ra xem, nhấp vào tài khoản của kẻ thần bí mấy lần, nhưng đối phương đã cài đặt thành tài khoản riêng tư, giống như không cho Gu Ezin bất kỳ cơ hội tìm thấy mình. Bây giờ cô chỉ có thể thầm cầu mong đối phương buông tha cho mình. Chán nản, cô lên sân thượng hít thở. Nào ngờ Lee Jin Sung đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trưa cho cô và ngồi ở đó đợi cô. Lee Jin Sung đối xử tốt với mình như vậy, không hề cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngược lại càng ngày càng cảm thấy lo lắng. Nếu mặt thật của mình bị lộ thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Có cô lập cô giống như những người khác hay không? Nghĩ đến đây Gu Ezin không dám ở lại thêm nữa, vội vàng bỏ đi. Thời gian này vì sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thần bí, khiến Gu Ezin không dám làm gì, vì thế cũng không xuất hiện công khai trên mạng xã hội nữa. Đã lâu lắm rồi cư dân mạng không xem được động thái của cô, chỉ đành bình luận ở phía dưới. Thậm chí còn có người bắt đầu đồn đại về thân phận thật sự của cô, thật ra là con trai. Không đăng gì mới thì chắc chắn là bị gọi đi nhập ngũ theo luật pháp của Hàn rồi. Gu Ezin đọc được những bình luận đó không khỏi cảm thấy kích động, nhưng lúc này cô không thể lên tiếng được.
Nếu lúc này cô có bất kỳ động tác nào trên mạng thì chẳng khác gì chui đầu vào giọ. Lúc gặp khó khăn, các nhà quảng cáo lớn cũng lần lượt gửi tin nhắn tới thúc giục Gu Ezin mau đăng ảnh theo hợp đồng đã định trước đó, nếu không sẽ yêu cầu cô bồi thường. Lần này Gu Ezin đã thật sự rơi vào hai thế khó, không còn đường khác, cô chỉ đành chọn ổn định các nhà quảng cáo trước. Đăng ảnh đã chụp xong trước đó lên mạng, bức ảnh mới được đăng sau nửa tháng khiến các fan vô cùng kích động, bình luận bay ngập trời. Nhưng sau đó Gu Ezin liền hối hận không thôi, không biết lúc nào kẻ thần bí sẽ nhảy ra và tiết lộ mình. Cô lo lắng đọc những bình luận ở dưới bài đăng của mình, không để ý đến tiếng gọi của Hoa Khôi. Cô gái ngồi bên cạnh vô cùng khó chịu trước thái độ không thèm quan tâm của cô, liền đi tới và giật mất điện thoại của cô. Nào ngờ lại chọc giận một người yếu ớt xưa nay là Gu Ezin. Cô cắn mạnh vào tay cô ta rồi cướp lại điện thoại của mình. Lúc này điện thoại lại có một tin nhắn mới, xem ra hành động lén lút của cô đã khiến kẻ thần bí không vui. Áp lực trước mặt giống như ngọn núi đè nặng khiến Gu Ezin thở không nổi. Cô chần chừ nhấn nút hỏi, rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Nào ngờ kẻ thần bí lại hẹn gặp cô ở phòng nghỉ sau khi tan học. Một sự bất an dần dần bao lấy cô. Gu Ezin nhìn mỗi người trong lớp, dường như ai cũng đều là kẻ tình nghi, và dường như cô cũng nhìn thấy họ sẽ chế giễu mình như thế nào. Sau khi sự thật bị bại lộ, sau khi tan học Gu Ezin liền đến phòng nghỉ đợi. Tiếng bước chân gần đến cửa rồi bị mở ra, bước vào là Lee Jin Sung. Gu Ezin hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Đối phương chỉ nói đứng đợi ở cổng trường mãi nhưng không thấy cô ra, vì không yên tâm nên mới đến phòng nghỉ tìm, muốn về nhà cùng cô. Thấy Lee Jin Sung không phải kẻ thần bí đó, Gu Ezin lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô lại sợ một chút nữa kẻ thần bí thật sự sẽ xuất hiện rồi vạch trần cô trước mặt Lee Jin Sung, nên cô chỉ đành viện một cái cớ rồi vội vàng đuổi anh đi. Nhưng khi nhìn qua cửa sổ, Gu Ezin thấy Lee Jin Sung vẫn chưa rời đi mà ngồi ở ghế dưới tầng đợi cô. Chẳng nhẽ anh chính là kẻ thần bí đó sao? Để chứng minh suy đoán của mình, Gu Ezin chủ động gửi tin nhắn cho kẻ thần bí đó. Ngay sau đó Lee Jin Sung liền rút điện thoại ra kiểm tra. Gần như cùng một thời gian Gu Ezin lại nhận được tin nhắn trả lời. Khi cô nhìn về phía Lee Jin Sung thì thấy anh đang ngồi trên ghế và cười to mà không kiêng nể gì cả. Gu Ezin bị dọa sợ liền ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau cửa lại bị mở ra, thì ra là bảo vệ đi tuần tra nhắc cô mau về nhà. Trên đường về nhà, Gu Ezin vẫn không ngừng suy đoán thân phận đằng sau của Lee Jin Sung. Ngoảnh đầu thấy anh lấy đồ ăn cho mèo từ ba lô ra cho mèo ăn. Gu Ezin nhớ lại trang cá nhân của kẻ thần bí đó cũng có ảnh chụp của mèo, kết nối các manh mối với nhau, rõ ràng anh chính là kẻ thần bí. Nhưng anh lại không chọn cách vạch trần ngay, ngược lại còn giống như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp cận cô. Chẳng nhẽ cảm thấy trò chơi này rất thú vị sao? Về đến nhà, Gu Ezin vừa nhìn điện thoại vừa khóc. Cô không thể chấp nhận chuyện người thích mình lại đối xử với mình như vậy. Khóc đến lúc mơ hồ, Gu Ezin trượt tay ấn tim vào ảnh của Lee Jin Sung bằng tài khoản nổi tiếng của mình. Hôm sau khi tỉnh lại kiểm tra điện thoại thì không thấy kẻ tình nghi gửi thêm tin nhắn nào nữa. Còn trong danh sách lượt theo dõi của mình lại có thêm tài khoản của Lee Jin Sung. Gu Ezin ngạc nhiên đến nỗi không nói lên lời. Còn Lee Jin Sung lúc này thì vô cùng phấn khích, kể cho Gu Ezin chuyện hot girl mạng like ảnh của mình. Anh khen nấy khen để vẻ đẹp tuyệt vời của cô hot girl đó. Nhưng những lời này rơi vào tai Gu Ezin lại giống như những lời châm biếm. Để xác định thân phận của Lee Jin Sung một lần nữa, Gu Ezin lén gửi tin nhắn cho kẻ thần bí, sau đó nhắc Lee Jin Sung kiểm tra điện thoại. Nào ngờ hôm nay anh lại không mang điện thoại đến trường. Hành động khác với bình thường này càng thêm khả nghi. Không lâu sau Gu Ezin lại nhận được tin nhắn mới, đối phương yêu cầu cô vào buổi đi học ngày mai bôi son Barbie mà cô đề xuất trước đó đến trường. Nếu không làm theo, sẽ tiết lộ mặt thật của cô cho mọi người biết. Không thể từ chối yêu cầu đó, Gu Ezin thật sự không còn cách nào khác. Suy nghĩ mãi, cô vẫn quyết định bôi son đến lớp học. Gu Ezin cúi đầu che miệng không dám nhìn ai cả. Nhưng dù là như vậy thì vẫn bị Hoa Khôi nhận ra. Cô ta ôm lấy mặt của Gu Ezin rồi cười chế giễu, thậm chí còn kéo Gu Ezin lên, ép cô chụp ảnh với mình. Lee Jin Sung đi qua, đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Cuối cùng Gu Ezin cũng không nhịn được nữa, chạy đến nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Sau khi lau hết son môi, cô không trở về lớp ngay, ngược lại đi đến tầng thượng cao nhất của trường. So với việc bị kẻ thần bí đó bắt nạt mãi, không bằng nhảy xuống dưới còn hơn. Sau khi bình tĩnh lại, cô liền cảm thấy sợ hãi, không biết phải làm gì. Cô chỉ đành đánh bản thân để chút giận. Khó khăn lắm mới đến lúc tan học, Gu Ezin vẫn không nhịn được ấn vào xem trang cá nhân của kẻ thần bí. Lúc này lại có bài viết mới, bên góc ảnh chính là cô đang đứng ở bên đường đợi xe ban nãy. Một cảm giác sợ hãi dâng trào, Gu Ezin nhân lúc xe dừng lại liền chạy về trạm xe để tìm kẻ thần bí đó. Vừa quay lại thì kẻ thần bí lại có bài viết mới, lần này là ảnh của các điểm đỗ của xe buýt, giống như anh ta cố tình để lại manh mối cho cô. Gu Ezin không còn quan tâm được nhiều nữa, cô đi theo bức ảnh, cuối cùng đi đến một khu sân trống. Bóng dáng người đó dần dần xuất hiện, cửa nhà cũng từ từ được mở ra. Gu Ezin bị dọa sợ lùi bước, cuối cùng kẻ thần bí cũng xuất hiện. Đừng quên ấn follow để xem phần tiếp theo nhé.